thưa quý vị và các bạn, trước khi đi cái đề tài của luật thì cũng kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện về trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thì một chị có nhắn tin và bảo rằng: luật sư ơi, tôi khổ quá, với lý do là tôi bây giờ đang thiếu một cái món nợ rất là lớn, và tôi cần sự giúp đỡ của luật sư. Thì thưa chị, tôi cũng đã trả lời tin nhắn, tôi bảo rằng là tôi đồng cảm với chị về vấn đề cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên rằng là bản thân luật sư cũng mắc nợ nữa, thì làm sao luật sư có thể giúp chị? Nói vui thôi, thông điệp của tôi là cho những cái kiến thức của luật pháp. Quý vị và các bạn ạ, tôi cũng muốn nhắc khéo đến những ai đó đang có ý định sẽ cho tôi là một người giàu có, cho tôi là một người dư giả. Tôi vẫn trong cái đấu tranh, cái mưu sinh cơm áo gạo tiền hàng ngày. Các bạn nhớ đấy, tôi có thể cho quý vị và các bạn kiến thức, mà đặc biệt là kiến thức luật pháp, kiến thức mà tôi có được trong quá trình hành nghề. Lý do tại sao tôi đưa một cái câu chuyện này, và câu chuyện thứ hai là tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, đó là tôi có một cái em, thì em bị người bạn phạm vào tội hình sự, và tôi đã giúp em ngồi tư vấn ròng rã trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ, và thêm lần thứ hai tôi đã giúp em không lấy một đồng tiền phí nào hết. Và lần thứ ba em điện thoại với tôi trong một thái độ rất là nức nở. Em bảo với tôi rằng là em đã bị bọn xấu không sử dụng từ trộm cắp nữa, bọn xấu lấy trộm cái ví. Thì tôi mới ôm tồm em bảo, tôi bảo với em rằng em cần tôi giúp gì. Thì em bảo với tôi rằng em cho em mượn một số tiền nhỏ. Tôi thẳng thắn trả lời em rằng: em ơi, bên cạnh em còn có những người thân của em, bên cạnh em còn có bạn bè của em. Tôi không và sẽ không bao giờ sử dụng đồng tiền không đúng mục đích. Vậy thì hôm nay cũng muốn nhắc khéo đến quý vị và các bạn, những ai đó có những cái khó khăn trong cuộc sống thì chúng ta hãy tự vươn lên, và chúng ta hãy bằng cách này, cách kia, cách nọ để cố gắng lắp vào những cái khiếm khuyết của bản thân. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta cần đến những cái đồng tiền thì chúng ta có thể đến một tổ chức thiện nguyện nào đó, họ sẽ giúp. Còn bản thân trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi chỉ cho các bạn, những người không quen, không biết kiến thức pháp luật, tôi xin khẳng định lại, tôi sẽ cho các bạn một cái kiến thức có thể cháy hết mình về cái hồ sơ, có thể cố gắng trong khả năng, trong cái thời gian cho phép. Nhưng tôi vẫn không có ý định gửi cho bạn nào dù chỉ là một đồng. Các bạn nhớ điều đó. Và để sau này đừng có những cái tư tưởng rằng là chị sẽ giúp đỡ em trong một cái phần về kinh tế, thì điều đó các bạn sẽ cố gắng. Tôi sẽ không mất đi cái nhiệt huyết của cái người trong cái quá trình hành nghề. Tuy nhiên tôi vẫn giữ cái chung của nghề rằng là sẽ cho đi những cái gì thuộc về mình. Tội nghiệp những quý vị và các bạn khán giả đang bị tra tấn bởi một hai cái hành vi cá nhân, tôi cũng xin lỗi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ nói về thế nào là áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tôi có làm một cái mẫu đơn cho một cái vị khách hàng Việt Kiều về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Thì áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời là gì? Thì chúng ta phải hiểu đã, sau đó chúng ta sẽ áp dụng. Tôi hôm nay tôi có cho cái chị kia vay 1 tỷ. Tuy nhiên là bạn bè mà, tôi cho vay nhiều lần, lần 300, lần 500, cho tới khi 1 tỷ. Thì chị em thì những lần khác mà họ cho tôi cho họ vay á, thì có cầm cố cái sổ đỏ. Có bữa thì cầm cả cà vẹt xe hơi luôn. Tuy nhiên là tới thời điểm này thì
bây giờ chị quen rồi, thân tính rồi, chị cứ vay rồi chị trả, rồi chị trả, rồi chị vay lại. Và thế là chị em cứ cần, chỉ cần alo là tôi cho mượn. Và khi tôi cho mượn như vậy, đùng một cái chị không có khả năng thanh toán. Tôi mới đi khởi kiện đến tòa. Để đảm bảo cái nghĩa vụ trả nợ của chị thì tôi thấy chị có một cái căn nhà đó. Cho nên tôi yêu cầu tòa án, tòa ơi, tôi nè, tôi đi kiện cho bà A. Với cái số tiền bà A phải có nghĩa vụ trả cho tôi là 1 tỷ tiền gốc nè và tiền lãi. Thì bây giờ tôi thấy rằng bà A đang có ý định chuyển cái nhà đó cho con. Cho nên tòa ơi, tôi yêu cầu tòa áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Không là bà ra phòng công chứng, bà chỉ bằng một nốt nhạc bà bán cái căn nhà, thì kể như cái bản án tôi sau này sẽ không có giá trị nữa. Thêm một vấn đề thứ hai này nha quý vị và các bạn. Tôi có một cái chị ở trong một cái vụn quần ven. Thì chị cũng cho người ta vay tiền, vay với cái số tiền là vài trăm triệu. Thì khi vay thì hai bên có làm hụi với nhau, hụi hè với nhau. Thì sau khi mà và nói chung là cấn rất là nhiều cái khoản nợ, và cuối cùng không có khả năng thanh toán. Thì tại thời điểm mà các bên khởi kiện ở tòa, thì cái người mà nói chung là cái bị đơn, cái con nợ, họ có 3 loại tài sản, 3 loại tài sản, và họ đã có cái hình thức là chạy làng, mà ta gọi là tẩu tán tài sản. Thuật ngữ của dân thường gọi là tẩu tán tài sản đó. Thì chị bị đơn này, chị đã có một cái hành động gọi là tặng cho lại cho 3 loại tài sản này cho chị em ruột. Thì tòa án cấp sơ thẩm, sau khi có cái đơn yêu cầu nha quý vị và các bạn, chúng ta phải có cái đơn yêu cầu, thì tòa án đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Đây là một cái quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời mà trong tay tôi đang có, của một cái vụ kiện để nhằm tẩu tán tài sản, để mai mốt bản án ra là tiền là không có khả năng thi hành, vì đâu còn tài sản, đâu có khả năng thi hành. Trở lại vấn đề, vị khách hàng của tôi trong một vụ kiện tranh chấp quản về di sản thừa kế do người thứ ba quản lý sử dụng. Như vậy thì vị khách hàng này có quyền làm cái đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Đây, tòa án ơi, tôi là nguyên đơn nè, tôi đi khởi kiện và bây giờ tôi thấy là cái tài sản này, lo lắng, lo ngại rằng họ sẽ tẩu tán tài sản, thì tôi yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Thêm một cái ví dụ nữa nha quý vị và các bạn. Tôi vừa mới tham gia một cái vụ việc, nó đơn giản nó như thế này. Hai bên tranh chấp về hợp đồng vay tài sản. Thì tòa án đã có, sau khi có đơn yêu cầu của bên nguyên đơn, tòa án đã cho bên nguyên đơn đóng tiền và ban hành cái quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Tuy nhiên rằng là cái bên bị đơn họ khiếu nại. Và quý vị và các bạn biết không, ví dụ như một cái đất này nó là 1.000 mét đi, thì cái người khiếu nại đó đã khiếu nại hủy cái quyết định và bán 200 mét, bán đi 200 mét, vẫn còn 800 mét để đó. Tuy nhiên rằng là sau khi mà bản án có hiệu lực thì bên nguyên đơn cũng quyết đấu tới cùng để mà xin ban hành, tòa án ban hành cái quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời thêm một lần nữa. Và thế là tòa án đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời, ban hành thêm một cái quyết định lần thứ hai là quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời, thay thế hủy bỏ áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời, và thế rằng là cái phần mà 800 mét còn lại áp dụng cho đến khi thi hành án. Phần thứ hai tôi muốn nói với quý vị và các bạn,
là việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời thì chúng ta nhất thiết phải đóng cái số tiền. Cái số tiền này là như thế này quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đóng một cái số tiền để dự liệu được những cái tình huống để phát sinh tranh chấp nếu trong trường hợp có cái việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời làm thiệt hại. Nói đơn giản rằng là gọi là phong tỏa tài sản. Thì cho đến thời điểm này thì rất là nhiều năm tôi đi tòa thì pháp luật vẫn còn bỏ ngỏ một số anh chị em áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Ví dụ tài sản nó là 1 tỷ đồng thì bắt buộc các bên nguyên đơn, cái người mà yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời sẽ đóng đúng 1 tỷ đồng. Có một số trường hợp thì đóng là 10% giá trị tài sản tranh chấp. Có một số thì chỉ đóng tượng trưng. Cái đó là tùy nghi của các anh chị thẩm phán. Thôi thì thông qua cái việc áp dụng biện pháp, có cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời, thì muốn tặng đến quý vị và các bạn để giải thích cho quý vị và các bạn thế nào là việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời và những điều sơ khởi, sơ nét và cơ bản nhất của quy định của pháp luật liên quan đến việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Sắp tới thì tôi sẽ có cái video có tên là đơn yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời nha quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhớ đón xem. Luật sư trong chương trình Dân ta phải biết luật ta sẽ nói cho quý vị và các bạn cái đơn xin áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời cần cái gì. Xin trân trọng cảm ơn.